Và hiện tại mình đang đứng ở ngay cái cửa hầm, là một trong những cửa hầm sẽ dẫn chúng ta đi xuống cái hệ thống hầm ngầm ở dưới lòng đất này. Theo mình được biết thì hệ thống hầm ngầm này nó có rất nhiều cái cửa để đi xuống, và tổng chiều dài của nó theo công bố là trên 250 km. Nhưng mà thực tế thì như thế nào, mình mời các bạn chúng ta cùng đi xuống tham quan chi tiết cái hệ thống địa đạo này nó như thế nào nhá, mà du kích quân ta có thể hoạt động ở dưới đây, tồn tại dưới đây suốt nhiều năm. Đây các bạn nhìn đây, cái hệ thống đường hầm này thì hiện bây giờ nó có tổng chiều dài trên 100 m thôi, về ngang thì nó khoảng 5 tấc và cao thì khoảng 1 m thôi. Do đó chúng ta phải bò chứ không thể đi bình thường được nha. Còn đây là chúng ta đi xuống cái tầng hầm, cái này gọi là tầng thứ 2. Đây tầng thứ nhất đây, bây giờ mình xuống tầng thứ 2 nha, cũng là rất nhỏ. Đường này thì người ta bít rồi, giờ mình đi vòng qua đây. Này đi trong tư thế bò thôi nha, vẫy bò thế này. Rồi, bạn nhìn nè, chứ không có đi bình thường được nha. Đi như thế này rất mỏi cơ mà. Và phía bên đây có một cái đường đi lên nè các bạn. Đây là đường đi lên, lên một trong những cái cửa hầm. Thì từ khoảng cách này đi lên nó khoảng chừng 3 m thôi. Xuống nha. Cầu thang đi lên. Đây là cửa mới vừa đi lên nè.
ngồi nghỉ mệt chút xíu rồi đi trở xuống tiếp. Một vị khách người ta đi không nổi, tôi trở lên đây. Wow, I can't do it. Slowly, Marie, this is your birthday. Từ cái cửa hầm này mình vẫn có thể tiếp tục bò tiếp qua bên cái cửa hầm thứ ba, thứ tư gì đó các bạn. Nhưng mà đây qua đó thì khoảng chừng 20 mét thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi bộ ở đó rồi sau đó trở xuống dưới hầm và đi tiếp nha. Hai bên rừng cây rậm rạp. Thì cái hệ thống hầm ngầm Củ Chi này được hình thành trong giai đoạn thời Pháp thuộc vào những năm 1946 đến năm 1948. Và sau năm 1948, bắt đầu từ năm 1961 đến năm 1972, trong giai đoạn cuộc chiến tranh Việt Nam, thì lực lượng du kích quân họ tiếp tục khai thác và họ mở rộng ra. Đây là cái cửa hầm. Rồi mình sẽ đi xuống đó nha, tiếp tục khám phá hết hệ thống hang ngầm Củ Chi này. Bên đây có một đường nữa. Thôi chúng ta đi theo cái đường chính đi ha. Hoàn toàn là phải bò thế này nha. Và phía bên đây cũng có một cái cửa để đi lên nữa nè các bạn. Thôi chúng ta tiếp tục hành trình nha, bò tiếp nha. Chà, khúc này hẹp dữ. Khúc này là bò nha. Và đây là tầng thứ hai. Đây các bạn nhìn lại nè. Đây gọi là tầng thứ hai nha. Rồi trên đó là cái tầng thứ nhất. Chúng ta đi trở lên lại. Đây các bạn nhìn nè, tầng mình đang đứng ở dưới tầng thứ hai nè. Lúc nãy là tầng thứ ba chứ, còn tầng này là tầng thứ hai. Đây là chúng ta lên tầng thứ nhất nha. Cái cơ phòng này là phòng gì? Để bước lên thêm nha. Đây là cái cửa ở dưới tầng thứ hai chúng ta vừa đi lên. Đây là căn hầm gì? Và đường này là đường đi lên mặt đất nè các bạn. Và đây có một cái cửa, một cái đường hầm, cửa hầm để đi xuống nữa. Nhưng mà ở đây người ta làm cái hàng rào như vậy rồi, có nghĩa là mình không được phép đi vào đó. Rồi giờ mình đi trở lên để tiếp tục khám phá nha.
đây ngoài rừng đây. Cửa hầm chúng ta mới vừa đi lên nha. Cửa hầm này gọi là hầm bảo vệ. Rồi bây giờ chúng ta đi ở trên mặt đất đi nha. Đi qua cái đoạn cửa hầm tiếp theo rồi hãy xuống tiếp. Ở đây các bạn nghe cái tiếng súng đó, gần cái khu vực dịch vụ bắn súng nên tiếng đạn nó nổ suốt như thế đó các bạn. Rồi cái lối bên phải này nè, rồi cái lối đi ra. Nhưng đây còn một cái cửa hầm đây. Cửa hầm đi đâu? Chúng ta xuống khám phá luôn nha. Cái đường mình mới vừa đi xuống, cửa hầm mình mới vừa đi xuống. Hệ thống hầm ngầm ở đây rất nhỏ nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục đi tiếp. Này chiều ngang của nó thì khoảng 6 tấc thôi. Và chiều cao thì khoảng 8 tấc thôi. Do đó mình không thể mà đi bình thường được. Mình chỉ đi trong tư thế bò. Đây các bạn nhìn nè. Đi trong tư thế bò nè. Thấy không? Đi trong tư thế bò. Trượt xuống nha các bạn. Ngồi nghỉ mệt tí xíu bạn ơi, mệt quá. Đây các bạn nhìn thấy cái trần này. Cái đầu mình đụng trần thấy không? Là bề ngang của cái đường hầm đây. Chúng ta đi tiếp nha. Và đây cũng là một cửa đi lên. Cửa hầm mình mới vừa đi lên nha các bạn. Sau thời gian ngồi mệt bây giờ tiếp tục khám phá, chúng ta tiếp tục đi xuống nha. Nóc phía trên này ngay cái cửa đường hầm thì nó chỉ là những cái tấm đan thôi. Lúc nãy mình đi ngoài kia đi vô thì mình đi hướng mình đây. Ha. Rồi bây giờ mình rẽ trái tiếp tục đi ha. Tới đây thì mình lại đi trở lại xuống cái tầng thứ hai. Hiện giờ mình đang di chuyển là trên tầng thứ nhất này. Tầng thứ nhất bây giờ mình tiếp đi tầng thứ hai nha. Thank you.
đi lạc nha các bạn. Quay trở lại. Đây là cửa hầm mình mới vừa đi lên nha các bạn. Xung quanh cửa hầm này thì toàn là rừng cây. Đi vào đây không khéo là bị lạc, không biết đường đi ra nữa các bạn. Cây cối um tùm. Rồi bây giờ chúng ta di chuyển qua phía bên kia nha. Nó còn một đường đi xuống hầm nữa. Nhưng mà mệt quá các bạn ơi, mỏi quá rồi. Đi trong thì thấy bò mà mấy trăm mét như thế này làm sao mà bò nổi. Đây gọi là cái căn hầm nơi làm việc cũng như là nơi nghỉ ngơi của bí thư huyện ủy trong cái giai đoạn đó ha. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống tham quan cái căn hầm. Miệng ngang cái miệng hầm này khoảng 5 tấc thôi các bạn. Cái độ sâu xuống mình nghĩ chắc khoảng chừng 3 mét. Mình đi xuống đó thử nha. Bên đây là cái giường nghỉ, còn đây là cái bàn làm việc, rồi đây là cái cửa hầm. Đây có một người khách du lịch đây. Chúng ta đi trở lên nha. Đây là cửa hầm lúc nãy mình mới vừa đi xuống nha các bạn. Đây là khách du lịch chúng ta đi tham quan khu địa đạo Củ Chi đấy các bạn. Thì đây là cái hệ thống thông hơi nha các bạn. Đây là một trong nhiều cái hệ thống thông hơi dẫn xuống đường hầm. Hệ thống địa đạo hang ngầm ở Củ Chi này nó được hình thành vào những năm 1946 đến năm 1948 dưới thời Pháp thuộc. Và sau đó thì vào cái giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1972, lực lượng du kích quân này người ta khai thác và mở rộng thêm, dùng làm nơi ẩn nấp cũng như là nơi hoạt động. Và nãy giờ mình cũng đã tham quan một vòng địa đạo hệ thống ngầm tại Củ Chi Sài Gòn. Và video của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn các bạn trong video lần sau nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.